Tuấn Hưng nói gì về nghi vấn nhà máy quay ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai? Ca sĩ Tuấn Hưng giải thích về việc ít xuất hiện ở cảnh nhà chung, ít lên hình hậu trường tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Sáng 10 tháng 7, ca sĩ Tuấn Hưng có bài đăng trên trang cá nhân, chia sẻ về việc tham gia chương trình thực tế Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Tuấn Hưng cho biết nhiều khán giả thắc mắc vì sao anh ít xuất hiện ở ống kính máy quay tại những phân cảnh sinh hoạt nhà chung cùng các nghệ sĩ nam khác. Lý giải về điều này, ca sĩ nói, tôi là gương mặt cũ, tham gia chương trình để học hỏi, kết nối với những bạn đồng nghiệp sau một thời gian không xuất hiện. Tôi muốn nhờ chương trình cho khán giả nhớ là Tuấn Hưng vẫn còn khao khát với âm nhạc và giọng hát của mình, dù đã qua tuổi thanh xuân đẹp nhất của một con người. Tuy nhiên không phải tôi tự ti với những gì đang có đến mức tôi phải né tránh ống kính máy quay. Sự thật là hướng quay chỉ có một mà tới tận 33 anh tài. Tôi thích lùi lại phía sau để những bạn trẻ lên hình nhiều hơn, chương trình sẽ phong phú hơn, chứ tôi là gương mặt cũ quá rồi. Giọng ca Tìm Lại Bầu Trời cho biết các nghệ sĩ trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai rất đoàn kết, yêu thương nhau. Đó là trải nghiệm tuyệt vời nhất mà các thí sinh tham gia chương trình đều cảm nhận được. Khó lắm mới tụ họp được anh em đông đủ như thế để hò hét với nhau mấy tháng trời, một kỷ niệm rất đẹp. Ai đi tiếp thì đi, ai về thì về, vì đó là quy luật của trò chơi này. Chúng tôi đều tự hào vì được chương trình chọn để tham gia và luôn chơi hết mình dù kết quả như thế nào đi nữa. Được lên truyền hình quốc gia là sướng rồi. Mấy anh già thì chắc chắn không bao giờ nghĩ tới ngôi vị quán quân, bởi chúng tôi đến để vui và truyền lửa cho thế hệ sau của mình. Cho nên chúng tôi rất thoải mái dù có thể vòng sau không tiếp tục tồn tại trong chương trình nữa. Toàn đàn ông với nhau mà lúc ai bị loại thì cứ ôm nhau khóc như trẻ con, lạ thật, Tuấn Hưng cho biết. Nam ca sĩ cũng bày tỏ niềm vui khi chương trình vừa phát sóng 2 tập nhưng có nhiều tín hiệu tích cực, được khán giả quan tâm. Anh khẳng định luôn bỏ qua những điều không tốt và chỉ đón nhận những điều tích cực của show thực tế. Có thêm bạn bè, đồng nghiệp khi chơi chương trình này là lãi to rồi, vì thế anh em cứ động viên nhau, chơi hết mình đi, để mai hãy tính. Tuấn Hưng bộc bạch, ca sĩ Tuấn Hưng là một trong 33 sao nam tham gia chương trình thực tế Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, lên sóng từ ngày 29 tháng 6. Trong 2 tập đầu, nam ca sĩ được nhiều khán giả quan tâm khi thuộc lớp nghệ sĩ lão làng trong dàn thí sinh. Ở sân khấu solo chào sân, Tuấn Hưng trình diễn Quả Táo Vàng, ca khúc từng gây tranh cãi trước đó. Tại phiên bản mới, anh được khán giả khen hát tiết chế, nhẹ nhàng và tình cảm hơn. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là phiên bản Việt hóa từ show truyền hình ăn khách côn Me Be Fire của Trung Quốc. 33 anh tài của show bao gồm danh thủ Hồng Sơn, diễn viên Tự Long, ca sĩ Bằng Kiều, ca sĩ Phan Đinh Tùng, ca sĩ Tuấn Hưng, ca sĩ Đăng Khôi, rapper Đinh Tiến Đạt, ca sĩ Phạm Khánh Hưng, diễn viên Tiến Luật, MC Thành Trung, ca sĩ Trương Thế Vinh, rapper Vũ Công Hà Lê, rocker Hoàng Hiệp, ca sĩ Thanh Duy, ca sĩ Quốc Thiên, rapper Binzy, ca sĩ Cường Sa Vườn, ca sĩ, diễn viên Jun Phạm, nhiếp ảnh gia Tiên Minh, võ sư Nguyễn Trần Duy Nhất, diễn viên Lê Bình Phát, ca sĩ S. T. Sơn Thạch, đạo diễn Nicole, diễn viên BB Trần, ca sĩ Tăng Phúc, rapper Rhymastic, ca sĩ Subin, ca sĩ Trong Trọng Hiếu, đạo diễn Kiên Ứng, ca, nhạc sĩ Bùi Công Nam, diễn viên Duy Khánh, ca sĩ Cay Trần, ca sĩ Huy R.